trường. Rồi, xin chào tất cả quý bà con và quý khán giả nha, thân mến. Thì Đức thì hôm nay sẽ quay clip cho các bà con xem về cái trình với cái bể xi măng siêu nhỏ với mật độ rất cực dày luôn, 80 con trên một bể vuông, trên 2 mét vuông thôi, 1 mét, 2 mét, khoảng tầm 3 mét vuông đổ lại, cực kỳ nhỏ. Mình sẽ hướng dẫn cho bà con thay nước như thế nào, cách chăm sóc nó ra sao và cạn như thế nào, thì các bạn còn hãy xem hết video này nhé. Xin chào bà con, quý khán giả thân mến. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn về cái cách nuôi cái trình bể trên đây, lúc mà thay nước như thế nào như bà con. Thì hôm nay tôi đang làm một cái bể, bể này là bể rất là nhỏ luôn, với đứa con mới trong cái trình. Thì khi mà thay nước á, cái bể này rất là nhỏ cho nên mình hàng ngày mình phải thay nước từ 1 đến 2 lần. Do cái diện tích nhỏ nên mình phải thay nước thường xuyên. Làm sao? Lý do là gì? Tại vì sao? Các bạn các bạn muốn biết vì sao thì hãy coi hết video này nhé. Rồi chúng ta sẽ nói cái lý do này cho các bạn tìm hiểu kỹ hơn nha. Thưa quý vị và các bạn, thưa quý khán giả với bà con, những mà khi mà chúng ta nuôi cái trình á, thay nước thì chúng ta nên đừng có nên thay nước xả hết nước khô luôn rồi chúng ta bơm nước vào thì không có tốt. Chúng ta nên đỡ từ 3-4 phân cho mặt nước, còn lại ít nước rồi sau đó chúng ta bơm nước vào. Rồi lúc đó và giữa nước, nhiệt độ của nước ở trong bể và khi mình bơi vô thì sẽ hai cái sẽ hòa tan, thì nó sẽ trình nó dễ thích nghi hơn, tránh cái trường hợp do là cái thứ nhất là gọi là nhiều thay đổi nhiệt độ của các bạn, thay đổi nhiệt độ trong nước thì sẽ làm ảnh hưởng đến con cái trình rất là nhiều, thì có thể đôi lúc nó có thể bỏ ăn. Rồi mình hàng ngày thì mình cũng vệ sinh tại cái nền của mình, nền xi măng như thế này nè, thì nó rất là khi mình nuôi trong một ngày hoặc 2 ngày thì cái độ nhớt trong cái nền này nó sẽ có, và chúng ta nên lấy một cái lưới mình sẽ chà cái lưới này nè bà con. Thì cái lưới này thì mình đã chà rồi cho nên là mình chà những thứ này nè bà con, thì mình chà nó sạch và khi sạch xuống rồi cho nó nước nó sạch. Mình xả trên đây ra nước dơ hết rồi bơm nước mới vào. Ok, cái bể này thì cũng có thể mình đang nuôi là với mật độ là khoảng mấy chục con, là 80 con trên một bể này, nó rất là dày luôn cho nên là mình nuôi cái bể nhỏ nhưng mà rất là dày, các bạn thấy không, còn thịt không nhiều. Đây thì có bỏ mấy con cá nó vừa rồng, vừa rồng mấy một lúc đi. Xin bà con lưu ý thì cái đây là phải hàng ngày mà mình phải thay nước nha. Tại mình nuôi diện tích nhỏ thì mình phải chịu ấy thôi, chịu khó một chút. Còn nếu mà chúng ta mà không nuôi mà để nó dơ á, thứ nhất nó có những lưu ý như câu đó là trình sẽ bỏ ăn, không ăn sẽ dẫn đến nước sẽ dơ và rất là nguy hiểm, dẫn đến những loài ký sinh trùng nó sẽ phát triển, thì giúp cho chúng sẽ hoạt động tốt hơn, thì sẽ lấn qua con cái trình, bám vào mang con cái trình thì rất là nguy hiểm. Rồi
nước đã ấy đầy xong thì mình sẽ đóng cái lù lại. Và trong cái nguyên bỏ như thế này là quan trọng, là điều quan trọng nhất là phải có cái cục oxy. Cục oxy nằm ở đây các bạn. Cục có oxy nha. Rất là dễ. Phải có cái oxy này sẽ giúp cá nó sẽ trong môi trường nước có oxy nó sẽ tốt hơn. Với lại mình nuôi bằng độ dày cần có oxy, cái oxy là cá nó sẽ nó ngọt ngạt dẫn đến thao hụt nha, nó là có nguy hiểm cả đàn luôn. Trong những cách mà mình nuôi cái trình là như vậy, hiện nay thì cái ồ này thì mình không, mình cho ăn là bằng cái tạp, mình chuyển qua cái tạp tại vì khu vực mình có nhiều cái tạp. Nếu các bạn nào không có thì cho ăn cám, nó sẽ tiện dụng hơn, đỡ mất thời gian hơn. Ăn cám thì sẽ có cái nói chung là ăn cám thì nó sẽ đỡ tốn cho bà con, là đỡ tốn nhiều thời gian, mất thời gian nhiều hơn. Thì cá mình phải cắt một kia nọ nó tốn cái rất là tốn thời gian. Cái bể này thì cá rất là nhỏ thì mình cũng hiện đây thì mình cũng cho ăn cám này. Cá ăn cám nó vô tư mình. Rồi chút nữa mình sẽ quay cho các bà con xem cá nó khi mà thay nước xong rồi cá nó sẽ ăn thế nào nha. Các bà con phải chờ mình tí. Mình sẽ xả hết nước vào nước này rồi sau đó mình cho cá nó ăn. Thưa bà con, và đây là cái hồ cám mà cám của cái trình, thì chủ yếu mình cho cám cho cái trình còn nhỏ mình cũng cho ăn. Cám này thì khoảng 75 ngàn một ký. Cực kỳ đắt các bạn, một bao này có 20 ký thì cái giá của nó là khoảng là 1,5 triệu một bao, cực kỳ quá đắt rồi. Quên. Và đây là cái hũ vitamin C của mình. Mình sẽ cho ăn nha. Vì sao mình cho vitamin C? Tại vì vitamin C trong cái thời kỳ này thì mình cho nó ăn để tăng cường sức đề kháng và ăn khỏe mạnh hơn, trộn đều lên. Và sau đó thì mình sẽ đi cho nước vào. Mình cho nước vô này rồi con. Khi cho nước mình có thể dùng tay hoặc là dùng cái muỗng, mình sẽ mình dùng tay hoặc là dùng muỗng, hoặc là mà có cái máy thì mình đánh. Thì thông thường thì Đức chỉ dùng bằng tay hoặc là bằng muỗng thôi, do đây mình vừa cầm cái máy quay là mình sẽ vừa để trộn đó các bạn, cho nên mình không có thể làm nó bài bản được. Dùng tay nhìn ghê quá ha. Mình thử cái bột này đây nè các bạn. Hiện nay thì mình cái trình của mình có thể là ăn cám cũng được mà ăn cá cũng được. Rồi cho cái này thì cho các bạn xem. Cảm ơn lớp tay trình lớn rồi nó nguy hiểm. Đây chắc của mình là hai trang. Trình này lớn quá, nó cánh tay đâu quá. Mấy cái bể này thì mình là trang cá, chủ yếu là cá tạp. Còn cám thì mình sẽ
khi nào mình trộn những cái như là vitamin C nè, men tiêu hóa thì mình sẽ trộn vô, thì người ta cũng ăn nó sẽ chất lượng hơn, nó khỏi tan. Để nghĩ từng từng. Đây là cách cách mình cho ăn cho đúng nè. Mấy cái bệ diện tích siêu nhỏ. Rồi cái này 1 gang, 2 gang, 3 gang. Có 4 gang là 1 mét. Cho gang gần mét. Cũng có nè. Chiều dài vậy đó. 2 mét. Cũng quẹn quẹn 2 mét vuông. Đó các bạn, 22 mét vuông mà nuôi 80 con, cái số lượng lớn không? Thì lớn đúng không? Con này là cá này tầm một lạng mấy cho đến hai lạng. Con này cỡ một lạng, lạng. Con này hai lạng. Con này cỡ hai lạng. Con này hai lạng. Ha, xuống thèm ghê luôn, con lại lạng. Có gì không mình? Chúng miếng ra đi. Chúng rất là dễ thương à. Ơi, bập này ăn luôn à. Và bà con thấy sao, quý khán giả thấy sao? Thì mình đã cho ăn cho cái trình là như vậy đó các bà con. Thì video này cũng xin khép lại tại đây. Nếu bà con nào thấy hay hãy like và share cho được nhiều người theo dõi hơn về cái mô hình nuôi cá trình bằng bể xi măng này. Cảm ơn bà con rất nhiều, quý khán giả nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.